Xin chào các bạn, hôm nay Thái Vũ sẽ hướng dẫn các bạn cách tập động tác front lever treo ngang trước ở trên shoulder. Nhìn nó sẽ như vậy. Rồi, ok. Thì đây là động tác nó hài đang tập vào cái cơ xô, cơ vai sau và cơ tay sau. Đó cho nên là các bạn nên tập bằng những động tác push up trước cho cơ tay sau nó khỏe. Ok. Thì nó sẽ rất là tốt, thì nó chống như thế này. Khi mà các bạn chống thì nó sẽ vào cái tay sau. Rồi, ok. Thì trước hết các bạn phải kéo xà tốt, kéo xà được trên 15 cái. Và sau đó chúng ta sẽ kéo xà. Rồi, thì cái kéo xà bình thường rồi, chúng ta sẽ qua kéo xà chạm ngực và chạm đến bụng luôn. Chạm đến bụng thì nó có cái lực kéo rất là tốt rồi nha. Cái xà chạm bụng đó thì các bạn sẽ đủ lực để các bạn phân level tốt hơn. Rồi, và để phân level chúng ta sẽ làm động tác này trước. Đây là tập cơ bản trước các bạn. Kéo phần xô lên. Đó, kéo phần xô lên. Đó, kéo phần xô lên. Rồi, kéo phần xô tốt rồi. Kéo phần xô, bây giờ mình sẽ co lại. Đó, nó sẽ ra cái này trước. Đó, nó sẽ ra này trước. Cuộn gối vào sắp, sau đó các bạn giãn từ từ ra. Đó, sau đó các bạn hơi giãn chân từ từ ra. Đó, giãn chân từ từ ra. Đó, đến lúc các bạn quay là cứ giãn từ từ ra nha. Đó, và các bạn ta tăng từ mức độ. Đó, giãn ra nữa. Đó, giãn ra nữa. Các bạn nhớ raise lên, vừa tập từ trong đẩy ra, vừa tập raise lên. Rồi, và sau đó thì các bạn sẽ có hai cách tập. Một là đẩy từ chân ra, hai là chúng ta sẽ giơ thẳng ra. Hồi nãy các bạn nó quen giơ rồi, hồi nãy nó tới cái advanced step rồi nè, thấy không? Nó tới cái advanced step rồi, nó đi được một nửa đoạn đường rồi, còn một nửa đoạn đường còn lại. Có hai cách tập, một là các bạn sẽ giơ một chân, hai là các bạn sẽ chơi half lay. Một là các bạn sẽ giơ một chân lên như vậy đó, hai là các bạn sẽ chơi half lay. Đó, có hai cách tập đều tốt, chúng ta không nên bỏ qua cái tập nào hết ha. Cứ tập hai cách tập rồi. Và mình khuyên các bạn là chúng ta có thể bỏ qua bước straddle rồi mà, khi mà các bạn ra half lay rồi thì là nó đã ra gần được phân level rồi, nó đi được 3/4 rồi. Chúng ta sẽ thử phân level luôn, thử phân level kéo nó xô lên nó thẳng ra, lúc đầu nó sẽ chưa giữ được đâu. Các bạn tập bài raise nhiều vô đó, cứ raise nhiều vô, mình sẽ làm hai chuyện các bạn xem. Đó, raise lên chùm xô, raise lên đó, ok. Còn không thì từ sắp đẩy ra, từ sắp đẩy ra và giữ. Chúc các bạn tập luyện tốt, đó là những phân level treo ngang trên sờ đơn trong cái snake và shoot out. Bye bye các bạn.